mà xuất phát từ một năm mới. Mười là tháng tư của hồi đây coi như là đồng nghiệp bạn bè bạn bè cũng được kết hợp. Thì anh Hùng tôi nghĩ là đây là một dịp cơ hội rất tốt cho cả tập đoàn của anh em là TTTC. Chúng bắt đầu trước đây chúng tôi hợp tác các cái chương trình khoa học cũng được các chương trình thể thao các gì cũng có hợp tác, nhưng mà lẻ lẻ giờ chúng tôi chính thức là hợp tác toàn diện. Thì hôm nay chúng tôi ra mắt cái chương trình đầu tiên là dấu ấn, và cái chương trình đầu tiên của dấu ấn là dành cho các sự thông minh. Thì tại sao chúng tôi chọn các sự thông minh? Thông minh nhất chúng tôi đẹp chúng tôi thì lấy máy bay, nhưng mà thông minh là cái người hát cái chương trình duy nhất Việt Nam từ đầu. Đầu tiên là thông minh khi bắt được các giải giải thưởng về âm nhạc thì chúng mình đã có mặt với chương trình này. Sau rất nhiều năm chúng đã đời hoạt động nghệ thuật thì chúng mình đã là cái người cái quả nổi tiếng hôm nay. Nhóm ảnh chúng tôi mở ra tất cả các ca sĩ có một cái quá trình hoạt động nghệ thuật gắn với cái xã hội, gắn với giới trẻ